sư chào à, tất cả mọi người trên à, cộng đồng mạng nha. sư chúc à, tất cả mọi người có một cái à, buổi tối thật là vui vẻ. À, sư à, chia sẻ cho mọi người à, về tình hình ở chùa La uyên. À, đó là trưởng thôn Thêm và thầy Cúng Ngột. thì trước tiên thì à, sư à, xin phép tất cả mọi người cho sư gọi à, à, thầy cúng ngột cũng như là Trường Thương thiêm là ông còn sư uh, xưng với hai cái người này sư uh, xưng là tôi mọi người nhé thì uh, tôi uh, xin có ý kiến với lại uh, ông thiêm và ông ngột như thế này à cái đêm uh, 30, bắt đầu cái uh, buổi tối uh, đêm 30, mươi là tất cả các phật tử nó đang uh, rất là phấn khởi để ra chùa làng chuẩn bị để à, à, lễ để đón cái à, đầu năm năm mới mùa xuân mới thì à, không hiểu à, hai ông ông thim và ông Ngột nghĩ thế nào mà hai ông lại ra ngang nhiên lại à, cứ cho như là ăn cướp cái hòm công đức của nhà chùa ở cửa phật đi cứ đúng gọi như là hai ông là ăn cướp thì các Phật tử nói là đã từ lâu tới giờ đã từ à à hôm à, hôm rằm là chưa mở, chưa mở hòm đâu. Thì à, từ hôm trước hôm rằm đó tới à, hôm 30 là à có thể là các ông phát hiện ra là có tiền nhiều hay sao? Có tiền nhiều thì cũng chỉ đến khoảng bốn trăm là cùng thôi, chứ không có nhiều. Mà sao không hiểu các ông nghĩ như thế nào mà lại một cái ngày cuối năm như vậy? Hai ông lại ra ăn cướp cái hòm công đức ở trước cửa Phật. Thì à, tiếc rằng ấy, cái lúc bây giờ thì là sư chưa ra tới nơi. Thì à, sư vừa ra tới nơi ấy thì à, cũng có người nói, chưa chưa biết đầu đuôi làm sao thì nói là à, ông thêm ông ra, ông đập hòm công đức ra. Nhưng về sau thì vì sự dưới sự chứng kiến của khoảng độ hai chục Phật tử. Hai chục Phật tử người ta nói là tức là hai người cũng gần như là ăn cướp vào vác cái hòm công đức đi thì à, tất cả mọi cộng đồng mạng à, lên chia sẻ cũng như là lên án những cái hành vi à, một người gọi là trưởng thôn rồi một người là thầy cúng mà sao lại đang tâm trước cửa Phật tiền lại đối với vi vi tức là bề trên là Phật thánh dưới nữa là các Phật tử sao không biết các người nghĩ gì các người à à, như thế nào mà các người lại gọi là à, sử dụng cái tổ từ ấy nè các người quá ư là tồi tệ quá ư là tồi tệ thì sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người trên cộng đồng ấy à, khi lần trước mọi người biết rồi khi lần trước ấy là sau khi là trường thôn thêm khóa cửa chùa và khóa cổng chùa thì cũng đã có một lần là tự nhiên là biến mất những cái hòm công đức của nhà chùa, đúng không mọi người? Rồi đem ra giữa cánh đồng rồi đập mở ra ở ngoài đó. đấy Thì cái cái đợt đó thì các Phật tử nói là đợt đó là không có tiền được. Tức là vừa mở hôm, vừa mở khoảng độ hai hôm trước. Thì đến hai hôm sau thì mất cái hòm công đức đem ra cánh đồng nè. Tức là lại mở chìa khóa ra, ra 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 vứt ở ngoài cánh đồng mọi người ơi. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người ấy là à khi mà các phật tử làm đơn đưa vào trong chính quyền đưa vào trong chính quyền thì khi mà công an cũng như là chính quyền mời các phật tử vào ấy thì lại không giải quyết theo cái hướng là à có nghĩa là những cái người này người ta à, muốn là đem những cái hòm công đức của nhà chùa đi người ta phá ra để không còn cái chỗ các phật tử tới bỏ tiền vào đó nữa thì à À, người ta phải bỏ vào cái hòm két sắt của mấy cái ông này đúng không mọi người nhưng mà trong chính quyền thì à, sư mới nói cho mọi người biết là người ta cũng gọi là người ta bao che mà người ta bao che do đó là người ta không giải quyết theo cái hướng đó mà người ta giải quyết là à, mọi người ơi người ta giải quyết như thế này người ta giải quyết là cái hòm công đức đó là người nấy cái hòm công đức đó là mở khóa chứ không phải là đập ra thì Ai là người giữ chìa khóa của cái hòm công đức này? Đấy, thì sư chia sẻ cho mọi người là chỉ có sư giữ cái hòm công đức của chìa khóa này thôi. Thì đến khi mà các phật tử mà à, nói là thầy ơi có tiền rồi đó, có tiền rồi đó, thì là thầy đưa cái cái chìa khóa cho các phật tử mở. Các phật tử đếm thôi, thì được 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 mấy trăm ngàn thì sư mới chia sẻ cho mọi người rồi. À, tức là cả tháng ấy, thì mấy nơi ấy, mấy nơi cả ở dưới đền, rồi dưới nhà mẫu rồi ở trên chùa thì à, à, tháng thì được triệu tám tháng thì được hai triệu chẳng hạn ví dụ như thế nhưng mà từ lâu tới giờ thì người ta cướp người ta cướp ở dưới phủ mẫu đúng không mọi người người ta cướp ở dưới phủ mẫu rồi thậm chí người ta còn lên cả chùa người ta cướp nữa người ta cướp nữa thì à, nói chung là bây giờ thì một tháng thì các phật tử thì chắc là chỉ được được độ hơn một triệu thôi mọi người ơi, hơn một triệu thôi thì nó có đáng là cái gì đâu thì à, giữa lúc đó thì à, à, chính quyền lại giải quyết lại thiên vị lại nói là ai là người giữ chìa khóa đấy tức là cái này thì phải là 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 người mở người giữ chìa khóa mở thì sư mới chia sẻ cho mọi người đúng không một khi đã là kẻ giang ấy, thì cái cái khóa giỏi như thế nào cái khóa tốt như thế nào nó cũng mở được đúng không mọi người tốt như thế nào nó cũng mở được húng chi nè một cái hòm công đức gọi là hòm công đức gọi là lấy lệ thôi mọi người ơi cái hòm thì cái khóa thì nó cũng xấu rồi là cái hòm thì nó cũng xấu đấy tức là chỉ chỉ giữ những người 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 ngay thôi chứ người gian thì không thể giữ được thì giữa lúc đó là à, chính quyền lại giải quyết theo cái hướng đó là ai là người giữ cái chìa khóa đó giữ cái chìa khóa đó thì chỉ có sư giữ cái chìa khóa đó thế là thôi bắt đầu phớt lờ đi không giải quyết cái việc đó nữa mọi người nhá thì đến hôm tối 30 mươi thì à, à ông thiêm và ông ngột thầy cúng thì ra gọi là cái hành vi là sư nói sư nói là ăn cướp mọi người ạ à. ăn cướp hòm công đức của nhà chùa thì tất cả cộng đồng mạng sẽ lên án với những hành vi này mà nghĩ cho cùng thì cũng buồn về cái chính quyền đúng không mọi người cái chính quyền người ta có bao che thì như thế còn đâu tất cả thì người ta làm sai hết rồi mọi người ơi rồi sẽ tới đây sẽ có cái à, à, biện pháp rồi à, thầy trò sư rồi cũng sẽ phải đi đến cùng để xem à, gọi là à, xã hội có công bằng không đúng không mọi người xem xã hội có công bằng không thì à, tới đây thầy trò sư cùng các Phật tử sẽ đi đến cùng. Thôi hôm nay sư chỉ chia sẻ hành vi à, tối hôm 30 trưởng thôn thêm và ông thì cũng ngột. Coi như là ăn cướp hòm công đức giữa cửa Phật vác đi. Không biết là à, có âm mưu gì hay là có tiền ở trong đó. Biết có tiền ở trong đó mọi người nhé. Mọi người hãy lên án. Còn à, tôi xin nói với ông thêm và ông ngột như thế này. Tôi xin nói, các ông đừng mua tội cho con cháu các ông nữa. Người ta cầu phúc cho con cháu còn chẳng ăn ai. Đây các ông lại đi mua tội cho con cháu các ông à. Tôi xin các ông, tôi xin các ông. A-di-đà Phật.